Chiều ngày 17 tháng 6, đã xảy ra một vụ nổ đường ống dẫn khí đốt đoạn qua khu vực Polvata ở khu vực đông bắc Ukraine. Đoạn đường ống trên thuộc tuyến đường xuyên Siberia dài 4.500 km dẫn khí đốt từ Nga cung cấp cho các quốc gia khu vực Trung và Tây Âu được trung chuyển qua lãnh thổ Ukraine. Theo điều tra ban đầu, không có thương vong sau vụ nổ trên. Hiện công tác điều tra xác định nguyên nhân vụ nổ vẫn đang được tiến hành. Theo các nhân chứng, vụ nổ đã tạo ra cột khói lửa cao tới hàng trăm mét. Theo thông báo của Bộ Năng lượng Ukraine, nhiều khả năng đây là vụ tấn công khủng bố. Cơ quan này cũng cho biết đây không phải là lần đầu tiên xảy ra hành động tấn công khủng bố nhằm vào hệ thống trung chuyển khí đốt của Ukraine. Trước đó, hồi tháng 5 vừa qua, cũng đã xảy ra hai vụ nổ đường ống dẫn khí đốt tại khu vực miền Tây của nước này. Công ty chuyển tải khí đốt quốc gia Ukraine, Ukrchangaz, doanh nghiệp chịu trách nhiệm quản lý và vận hành đoạn đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang châu Âu, phần trên lãnh thổ Ukraine, cho biết vụ nổ trên không làm ảnh hưởng đến việc cung cấp khí đốt của Nga cho các đối tác châu Âu. Vụ việc trên xảy ra vào thời điểm nhạy cảm, khi chỉ một ngày sau khi Nga quyết định cắt nguồn cung khí đốt cho Ukraine do những vướng mắc trong việc thanh toán các khoản nợ tiền mua khí đốt lên tới 4,5 tỷ đô la Mỹ mà Moscow cáo buộc Kiev không chịu thanh toán đúng hạn. Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga và công ty dầu khí quốc gia Naftogaz của Ukraine đã quyết định đưa nhau ra tòa án trọng tài quốc tế ở Stockholm, Thụy Điển để phân xử sau khi không đạt được nhất trí trong việc thanh toán các khoản nợ và giá khí đốt.